mình sẽ không sống ở đất nước này cả đời. Không phải bạn không quản. Xin chào mọi người, mình Kiki đây. Cách đây không lâu, mình đã được một người Việt Nam hỏi thế này: tại sao anh lại chọn sống ở Việt Nam? Và mình đã trả lời là: nó thế thật kìa. Thỉnh thoảng mình cũng thử hỏi những người nước ngoài sống ở Việt Nam một thời gian dài: tại sao bạn lại chọn sống ở Việt Nam? Đứng ở vị trí của người đang hỏi thì có lẽ đó là một câu hỏi dễ, nhưng từ vị trí của người trả lời thì đó là một câu hỏi có không ngờ. Chính vì nó đã trở nên quá bình thường rồi nên đến giờ mình không còn suy nghĩ tại sao mình lại ở đây nữa. Còn mà nếu nói vậy thì video sẽ kết thúc luôn ở đây mất. Cuộc sống ở Việt Nam của mình được 4 năm rồi. Liệu mình có thể thống nhất lại lý do mình đến Việt Nam và cuộc sống 4 năm ở đây trong 4 năm phút được không nhỉ? Lần đầu tiên mình biết về Việt Nam là ở Seoul, Hàn Quốc. Lần đầu ăn phở ở Hàn Quốc, mình thích món ăn Nhật và Hàn vì nó ngon. Nhưng mình đã thật sự ngạc nhiên vì phong vị thơm ngon khác biệt của phở Việt. Đó chính là cơ duyên mình đi du lịch Việt Nam. Sau khi đến đây thì mọi thứ còn hơn những gì mình tưởng tượng nữa. Phở ngon hơn tưởng tượng, xe máy nhiều hơn tưởng tượng, tiếng ồn kinh khủng hơn tưởng tượng. Con gái Việt Nam cũng một chuyến đi mang lại cả trải nghiệm tốt lẫn xấu mà mình không thể nào quên. Ngay từ Việt Nam trở về Nhật, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu mình là Việt Nam cái gì thay nào. Nói chung là mình muốn trở về Việt Nam sống và muốn thử sống. Muốn thử sống đất nước này, nơi mang một sức hút khác hẳn Nhật và Hàn. Nhưng từ lúc mình nghĩ thế cho đến khi được sống ở Việt Nam là mất hàng 2 năm. Trong nhật ký viết vào ngày thứ 123, từ khi mình đến Việt Nam, mình đã viết như thế này: mình chỉ sống ở Việt Nam 3 năm thôi, mình sẽ không sống cả đời, lúc nào đó sẽ về Nhật Bản. Lâu rồi mình mới mở cuốn nhật ký ra và đọc lại và hơi ngạc nhiên bởi vì mình đã sống ở Việt Nam 4 năm rồi, tại vì 3 năm. Với cả gần đây mình không còn suy nghĩ sẽ không sống ở đây cả đời nữa. Về Nhật Bản á? Để làm gì? Cái làm mình sốc không lúc xem lại nhật ký là mình dự định việc học tiếng Việt sẽ kết thúc trong 2 năm. Theo kế hoạch này là sẽ đánh tạo tiếng Việt trong 2 năm và sẽ học tiếng Anh nhiều hơn nữa. Wow, hoàn toàn khác với kế hoạch luôn. Mình cảm thấy như bản thân đã được cuộc sống dạy cho một bài học quý giá. Đó là sẽ có nhiều thứ không diễn ra như mình nghĩ. Nhưng nhờ xem cuốn nhật ký này mà mình đã nhớ ra một chuyện quan trọng. Đó là bản thân mình dù gì đi nữa cũng muốn học hỏi ở Việt Nam. Đúng rồi, đấy là lý do mình đến Việt Nam đấy. Mình đến Việt Nam bởi vì nhiều điều cần phải học. Mình muốn biết về Việt Nam bằng chính những trải nghiệm của bản thân mình, chứ không phải chỉ là những thông tin từ Internet. Chỉ là 7 năm trước, lần đầu tiên mình đến Việt Nam, ngồi sau xe ôm, nhắm mắt lại và nghĩ: ôi, mình thích không khí này. Điều không có những nơi mình đã đi qua thì ở đây lại có. Cảm giác như thế đây. Và cảm giác đó hiện giờ vẫn còn nguyên vẹn. Giờ thì việc mình muốn làm là đi du lịch vòng quanh Việt Nam, gọi là du lịch. Nhưng mình không chỉ muốn tham quan những điểm du lịch mà còn đến những nơi không phải điểm du lịch, ăn món đặc sản nơi đó, lắng nghe tiếng địa phương đó và muốn học hỏi. Và nếu được thì mình muốn làm video về những gì mình học được, truyền tải cho mọi người biết cảm nhận khi đó nữa. Lúc mình mới đến Việt Nam, mục đích lúc đó là muốn sống và học hỏi văn hóa Việt Nam. Nhưng bây giờ mình vẫn còn muốn học hỏi nhiều hơn.
và truyền đạt lại cho người khác. Cái này cũng là một thay đổi nhỏ nhỏ bởi bản thân mình, đúng không? Niềm vui khi sống con người là mình nghĩ là sự trưởng thành. Và nếu chúng ta không thay đổi gì thì rất là chán nhỉ. Kênh YouTube này chắc chắn cũng trở thành chán nếu mình không thay đổi nội dung gì cả. Các bạn cũng sẽ quên đi dễ dàng. Mình cũng đã thử hỏi bản thân mình một lần nữa nhá, vì sao bạn chọn sống ở Việt Nam? Không biết, nhưng thật lòng mình cảm thấy mình đã đúng vì đã chọn đến Việt Nam. そういえばせっかくの機会なんで親にたまには親に一言長男は元気でベトナムで暮らしてますなので心配しないでください。はい、それだけです。バイバイ。